sự gì dễ luật sư nói gì về bản án dành cho ruột vụ người dân bị tấn công giả mang tên tội cố ý gây thương tích hay không ném nắm cát vào mặt chủ tiệm rồi cướp giật hai sợi dây chuyền vàng hỏa hoạn thiêu rụi xe container chở giấy trên quốc lộ 1 Đức hay Argentina dừng bước ở vòng bảng Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Mở đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan đến việc xét xử bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án khiến nạn nhân VA tử vong. Ngay sau khi tòa tuyên án với dì ghẻ và cha ruột, luật sư bào chữa cho gia đình bé VA có thể tiếp tục kháng cáo bản án thay đổi tội danh Nguyễn Kim Trung Thái lên tòa phúc thẩm. Chiều tối ngày 25 tháng 11, tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án đối với hai bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái trong vụ án bé VA bị dạy dỗ tàn nhẫn dẫn đến tử vong. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 27 tuổi ngụ Gia Lai sống chung như vợ chồng với cha ruột bé VA án tử hình. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, 37 tuổi, tổng hình phạt chung là 8 năm tù. Quan điểm của gia đình và các luật sư bảo vệ quyền lợi bị hại đều cho rằng phán quyết của hội đồng xét xử chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu, nguyện vọng khi xử phạt bị cáo Trang. Nhưng đối với bị cáo Thái, chỉ bị xử phạt 8 năm tù là chưa tương xứng với tội ác tàn độc gây ra cho cháu bé. Do đó, cần thiết phải xử lý Thái về tội đoạt mạng người là đúng luật. Chia sẻ quan điểm sau phiên tòa, luật sư Nguyễn Anh Thơm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bị hại cho biết, ông tôn trọng quyết định của tòa án khi tuyên bản án theo đúng cáo trạng trong viện kiểm sát đã truy tố đối với hai bị cáo. Luật sư Thơm nói, chúng tôi biết rằng việc xử lý Nguyễn Kim Trung Thái về hai tội này với hình phạt cao nhất là 8 năm tù thì tòa đã cho ở mức cao nhất và không giảm nhẹ cũng thể hiện sự nghiêm minh của tòa án với tội danh mà viện kiểm sát truy tố. Tuy nhiên, luật sư cho rằng mức án của tòa án mới chỉ đảm bảo một phần yêu cầu mong muốn của gia đình bị hại và luật sư khi tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Còn đối với bản án của bị cáo Thái, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng chưa xem xét thấu đáo quan điểm, kiến nghị của luật sư về việc thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái từ việc che giấu tội phạm qua tội sát hại người. Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết sẽ tiếp tục cùng người nhà theo đuổi vụ việc và hy vọng ở cấp phúc thẩm sẽ xem xét. Đồng quan điểm luật sư Trần Thiện Ngọc nữ cũng thống nhất việc bảo lưu việc thay đổi tội danh đối với bị cáo Thái. Luật sư Ngọc nữ chia sẻ: "Trong luật quy định rất rõ, dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào trẻ em dưới 16 tuổi vùng nào cũng đều nguy hiểm, nhưng đây ra tay vào vùng trọng yếu nên chúng tôi đề nghị ít nhất phải chuyển tội danh thành cố ý gây thương tích" cũng theo chia sẻ của luật sư Nguyễn Anh Thơm, trong thời hạn luật định là 15 ngày kể từ ngày tuyên án thì người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ theo quy định này thì luật sư bảo vệ bị hại có quyền tự mình làm đơn kháng cáo nếu không đồng ý với bản án quyết định của Hội đồng xét xử tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ngày 25 tháng 11 năm 2021. Sau khi tòa tuyên án với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái, liệu trong thời hạn 15 ngày luật sư Nguyễn Anh Thơm cùng gia đình bị hại có kháng cáo hay không? 8 năm tù đã là bản án cuối cùng dành cho Nguyễn Kim Trung Thái hay chưa? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin tức mới nhất về vụ án này. Liên quan đến vụ việc hai ngư dân bị tác động giả mang trên tàu cá đã khiến cho dư luận không khỏi xôn xao. Ngay sau khi cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố, các luật sư đã có phân tích những tội danh vụ hai thuyền viên bị đối xử tàn nhẫn trên biển. Tối 23 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời Cà Mau khởi tố bị can ra lệnh tạm giam Nguyễn Công Toàn, 33 tuổi, ngụ Bến Tre, Bị can này tạm trú tại khóm 3 thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, cùng với mẹ ruột là bà Phạm Thị Hà, chủ tàu cá BT97993. TS, Nguyễn Văn Tị, 34 tuổi, ngụ xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời và Đoàn Văn Hùng, 44 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, cũng bị khởi tố, tạm giam với toàn. Các quyết định đã được cơ quan công tố cùng cấp phê chuẩn. Hai nạn nhân là ông Trương Văn Trung, 47 tuổi và anh Lê Văn Bình, 30 tuổi, cùng ngụ Kiên Giang. Trong đó ông Trung có tỷ lệ thương tích 48%, còn anh Bình đi đánh bắt ngoài khơi gia đình và cơ quan chức năng chưa liên lạc được. Trước đó, vào ngày 23 tháng 5, ông Trung bị Toàn, Tị và Nguyễn Văn Hùng tấn công gây thương tích, cụ thể là dùng kìm bấm vào tay phải, gãy bốn cái răng, dập môi và gối chân phải. Ngày 24 tháng 5, ông Bình bị Toàn và Hùng gây thương tích trên cơ thể tại vùng bả vai phải và gãy một cái răng. Trao đổi về quyết định khởi tố tiến sĩ luật sư Nguyễn Thành Tô cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe danh dự nhân phẩm của các nạn nhân gây bức xúc trong dư luận xã hội. Theo luật sư Tô, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ tiến hành căn cứ vào mối quan hệ giữa người thực hiện hành vi và nạn nhân, mục đích thực hiện hành vi của người gây án để khởi tố về tội đối xử tàn nhẫn với người khác để đưa ra những kết luận chính xác nhất. Luật sư Tô phân tích trong quá trình điều tra, nếu có căn cứ cho thấy hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra sẽ khởi tố thêm tội cố ý gây thương tích hoặc chuyển tội danh sang tội cố ý gây thương tích để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với tội cố ý gây thương tích, hành vi trực tiếp tác động trái pháp luật đến thân thể của nạn nhân, mục đích là xâm phạm đến sức khỏe của nạn nhân chứ không phải là mục đích xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm. Đối tượng thực hiện hành vi nhận thức được hành vi của mình có thể gây ra thương tích, tổn hại đến sức khỏe của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả thương tích của nạn nhân có thể xảy ra. Tội cố ý gây thương tích không quy định bắt buộc mối quan hệ giữa đối tượng gây án và nạn nhân là mối quan hệ lệ thuộc. Bởi vậy, bất kỳ chủ thể nào cũng có thể bị xử lý về tội danh này nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm. Hành vi cố ý gây thương tích có thể dẫn đến chết người hoặc các hậu quả nghiêm trọng khác về thân thể của nạn nhân, nên mức hình phạt của tội danh này rất nghiêm khắc. Mức cao nhất mà điều luật quy định có thể là 20 năm tù hoặc tù chung thân nếu hậu quả tử vong hai người trở lên theo nhận định của luật sư tô trong vụ án cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối quan hệ giữa người thực hiện hành vi với nạn nhân có phải là quan hệ lệ thuộc hay không đồng thời làm rõ tất cả hành vi xâm phạm đến thân thể của các nạn nhân làm rõ động cơ mục đích nhận thức của người thực hiện hành vi Luật sư tôi nhận định, nếu những người thực hiện hành vi tàn nhẫn với người dân trên tàu cá, hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi này là trái pháp luật và có thể gây ra thương tích, tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi và mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả thương tích của nạn nhân xảy ra, có thể xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích. Luật sư tôi nêu quan điểm, trong vụ án, có những đối tượng có thể bị xử lý về cả hai tội danh là tấn công người khác và cố ý gây thương tích, nếu có nhiều hành vi xâm phạm đến thân thể, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân và các hành vi này đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm. Có thể nói rằng đây là vụ án rúng động dư luận gây hoang mang lo lắng cho các gia đình có người đi làm thuê trên các thuyền cá. Nếu không có clip, nạn nhân không tố cáo, sự việc xảy ra giữa biển khơi thì rất khó cơ quan chức năng phát hiện ra và can thiệp kịp thời xử lý đối với những đối tượng gây án. Hy vọng rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ sự việc, tuyên án đúng người đúng tội có sức răng tre để trả lại sự công bằng cho những người dân trên biển. Vừa qua vụ án mạng kinh hoàng lại xảy ra trên đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội vào ngày 25 tháng 11 đã khiến nhiều người không khỏi rụng mình. Sau khoảng 4 tiếng gây án, đối tượng đã bị bắt giữ trong quá trình điều tra. Nghi phạm bước đầu khai nhận nguyên nhân ra tay nhẫn tâm với người phụ nữ bán nước trên vỉa hè. Ngày 26 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ cho biết, công an quận đã bắt được nghi phạm đâm tử vong người phụ nữ trên phố Hoàng Hoa Thám, phường Thủy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội. Nghi phạm được xác định là Hoàng Ngọc Chiến, 37 tuổi, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Chiến bị bắt khi đang lẫn trốn ở nhà người quen ở xã Liên Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội, cách hiện trường hơn 20 km. Trước đó, khoảng 11 giờ 50 phút ngày 25 tháng 11, tại khu vực số nhà 406 phố Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân là bà H, sinh năm 1971 ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội, là người bán hàng nước tại địa chỉ trên. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Tây Hồ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an Hà Nội điều tra, truy bắt hung thủ. Theo cơ quan công an, sau khi gây án nghi phạm Hoàng Ngọc Chiến đi xe buýt về xã Liên Hà, Đan Phượng, Hà Nội để lẫn trốn, tại đây Chiến đã bị lực lượng cảnh sát hình sự bắt giữ. Cơ quan công an cũng đã thu được hung khí nghi phạm dùng để gây án do đối tượng vứt lại gần khu vực xảy ra vụ việc. Tại cơ quan công an, ban đầu Chiến khai nhận có mâu thuẫn với cháu của nạn nhân, tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai với hung thủ gây án. Thưa quý vị, các đối tượng trộm cắp thường dùng những mánh khóe thủ đoạn tinh vi để đột nhập các tiệm vàng thực hiện hành vi trộm tài sản. Mới đây trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, một tiệm vàng bị nam thanh niên lạ mặt giả vợ mua hàng sau đó cướp hai dây chuyền vàng 10K trị giá trên 17 triệu đồng. Ngày 25 tháng 11, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Công an thành phố Bắc Giang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Theo đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 11, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp có địa chỉ tại phố Cốc, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, bị một thanh niên lạ mặt giả vờ mua hàng sau đó cướp hai dây chuyền vàng 10k, trị giá trên 17 triệu đồng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp trên là Tần Văn Viên, 26 tuổi trú tại xã Ngạm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phi, tỉnh Hà Giang khi đối tượng này đang lẫn trốn tại khu vực thôn núm xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Tại cơ quan công an, Viên khai nhận vào chiều 25 tháng 11, Viên đến cửa hàng vàng bạc Hưng Điệp giả vờ hỏi mua vàng. Khi được chủ cửa hàng đưa cho hai sợi dây chuyền vàng để xem, lợi dụng lúc chủ cửa hàng không để ý, Viên đã dùng các chuẩn bị sẵn trong túi quần ném về phía chủ cửa hàng rồi cầm theo dây chuyền bỏ chạy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng viên để điều tra xử lý theo quy định. Qua vụ việc này, một lần nữa giống lên hồi chuông cảnh báo tới những chủ tiệm vàng cần đề phòng cảnh giác khi có người đến mua hàng hóa, cài then chốt cửa cẩn thận, tránh để kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội. Thưa quý vị, tối ngày 25 tháng 11, chiếc xe container chở hàng chục tấn giấy cuộn từ Bình Phước xuống thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bốc cháy phần cabin khi đang đi qua địa bàn thành phố Thủ Đức. Rất may, thùng container chở giấy được cứu an toàn. Tới gần 22 giờ tối 25 tháng 11, lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường vụ xe container bốc cháy ngùn ngụt làm phần cabin bị thiêu rụi trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, chiếc xe container loại 40 feet mang biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy trên quốc lộ 1 hướng cầu vượt Linh Xuân đi cầu vượt Trạm 2. Khi vừa qua khỏi khu chế xuất Linh Trung, thuộc phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức thì bất ngờ xe bốc cháy ở phần cabin. Phát hiện vụ việc, tài xế nhanh chóng tấp xe sát vào giải phân cách rồi thoát ra ngoài, hô hoáng. Người dân đã dùng bình chữa cháy mini, hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, lửa đã bao trùm phần cabin cháy ngùng ngụt cùng với nhiều tiếng nổ. Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố Thủ Đức điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ tới hiện trường triển khai dập lửa khoảng 20 phút sau, lửa được dập tắt hoàn toàn, vụ cháy đã thiêu rụi phần cabin chỉ còn trơ khung, rất may cứu kịp thời phần thùng xe, container phía sau, trên thùng chở hàng chục tấn giấy cuộn đang từ Bình Phước xuống cảng ở huyện Nhà Bè. Chuyển sang những tin tức nóng nhất vòng chung kết FIFA World Cup 2022, sau khi Đức và Argentina thua sốc trước các đại diện châu Á trong trận mở màn, nhiều người hâm mộ đặt ra câu hỏi số phận của Đức và Argentina sẽ ra sao, đội tuyển Đức hay Argentina sẽ phải dừng bước tại vòng bảng. Sau khi Đức thua lượt trận với Nhật Bản tại vòng bảng E, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu còn có cơ hội nào cho Đức vào vòng trong. Chuyên mục dự đoán World Cup 2022 của trang 538 vẫn xem Đức còn đến 33% cơ hội vào vòng sau, trong đó 4% cơ hội ở vị trí đầu bảng và 29% cơ hội ở vị trí nhì bảng. Argentina có 54% cơ hội vào vòng sau, trong đó 24% khả năng đứng đầu bảng và 30% đứng nhì bảng. Trang này có trụ sở ở New York, chuyên dựa vào dữ liệu, các bằng chứng thực tế và dùng các thuật toán để dự đoán mọi thứ. Trong đó có kết quả các cuộc bầu cử dữ liệu của họ về 32 đội bóng dự World Cup được tập hợp từ kết quả các trận bóng từ năm 1905 tới nay. Từ dữ liệu đó, họ đưa ra chỉ số SPI (Score Power Index) chỉ số sức mạnh bóng đá của từng đội. Sở dĩ Đức ở thế chỉ mạnh treo chuông như hiện nay, lại được trang FiveThirtyEight đánh giá cao về cơ hội lọt vào vòng trong, là vì SPI của Đức lớn, chỉ xếp sau Brazil và Tây Ban Nha. SPI của các đội còn lại trong bảng đấu cùng với Đức, Tây Ban Nha không cao, Nhật Bản xếp thứ 21, Costa Rica xếp áp chót, tức là thứ hạng 31. Đội sổ là chủ nhà Qatar. Nhưng ngoài chỉ số SPI, 538 còn dựa vào thực tế là Đức đã thua Nhật Bản trận đầu để đánh giá cơ hội. Theo đó, Nhật Bản có 75% cơ hội vào vòng sau, Costa Rica đại bại 07 trước Tây Ban Nha chỉ có 2% cơ hội. Tại giải World Cup này, FIFA quy định trong trường hợp các đội bằng điểm nhau, hiệu số bàn thắng bại sẽ được ưu tiên tính đến trước kết quả đối đầu trực tiếp. Nên nếu Nhật Bản thắng Costa Rica được 6 điểm cũng chưa chắc xuất vào vòng trong. Nếu cả ba đội Tây Ban Nha, Đức và Nhật Bản cùng có 6 điểm, hiệu số bàn thắng bại sẽ được mang ra so để quyết định. Nhưng để hy vọng có 6 điểm, Đức phải đánh bại Tây Ban Nha ở lượt trận thứ hai. Xét về tương quan lực lượng hiện tại, của hai đội chỉ có phép màu mới giúp được Đức có chiến thắng. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào tháng 11 năm 2020, Đức thua Tây Ban Nha 0-6. Nếu Đức cầm chân được Tây Ban Nha trận tới, họ chỉ có tối đa 4 điểm, cầm chắc bị loại khi Nhật Bản thắng Costa Rica trong trận đấu vào Chủ nhật ngày 27 tháng 11 này. Cơ hội vào vòng sau của Argentina sáng hơn chỉ cần thắng nốt hai trận, có 6 điểm là họ chắc thắng. Sau khi xem Ba Lan và Mexico thi đấu, có thể nhận xét hai đội này không có gì ghê gớm. Ả Rập Saudi sau khi gây bất ngờ cũng có thể bị loại nếu thua hai trận cuối. Sau lượt đầu bảng C, 538 dự đoán cơ hội vào vòng 16 đội theo thứ tự: Ả Rập Saudi 68%, Argentina 54%, Mexico 43%, Ba Lan 35%. Các bạn dự đoán như thế nào về số phận của Đức và Argentina? Hãy cùng chúng tôi theo dõi những trận đấu tiếp theo của World Cup 2022. Việc để thua trận thứ hai liên tiếp tại vòng bảng khiến cho giấc mơ tiến xa tại World Cup của huấn luyện viên và cầu thủ Qatar Tan thành mây khói ngay trên sân nhà. Thế nhưng, huấn luyện viên tuyển Qatar Felix Sanchez hy vọng đội của ông quyết tâm mang đến trận đấu tốt trước Senegal với tư cách là nước chủ nhà để tránh lập kỷ lục tệ trong lịch sử World Cup. Tối 25 tháng 11, chủ nhà Qatar đã gây thất vọng khi tiếp tục để thua Senegal 3-1 trong trận đấu thứ hai của họ tại World Cup 2022. Kết quả này đã khiến cho họ phải nhận một thành tích không ai muốn đó là chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại chỉ sau hai lượt trận. Huấn luyện viên Felix Sanchez phát biểu sau trận thua 1-3 của Qatar trước Senegal khi bạn thi đấu ở World Cup, bạn cần biết mình đến từ đâu. Việc bị loại từ vòng bảng có bị xem là thất bại hay không còn tùy thuộc vào sự kỳ vọng. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành đội bóng có tính cạnh tranh. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều tháng để có thể mang lại màn trình diễn tốt, nhưng đôi khi kết quả không như mong muốn. Sau trận hòa 1-1 giữa Hà Lan và Ecuador cùng ngày, tuyến Qatar đã chính thức bị loại từ vòng bảng Huấn luyện viên Felix Sanchez bộc bạch, chúng tôi đã biết giải đấu này khó khăn như thế nào. Qatar muốn vào sâu nhưng chúng tôi có những hạn chế ở đất nước của mình. Qatar là một quốc gia nhỏ với dân số không lớn. Giải quốc nội không mang nhiều tính cạnh tranh. Tuy nhiên chúng tôi đã rất cố gắng, dù không giấu nổi tâm trạng buồn bã trên khuôn mặt. Nhưng huấn luyện viên Sanchez vẫn cố níu giữ sự lạc quan về triển vọng của bóng đá Qatar. Ông nói, World Cup sẽ là kết thúc nhưng bóng đá Qatar vẫn bước tiếp. Ông Felix Sanchez nói, đây mới là lần đầu tiên qatar góp mặt ở world cup nếu qatar có thể góp mặt ở world cup một lần nữa thì sẽ rất tuyệt chúng tôi muốn đây là kỳ world cup tuyệt vời ở mọi cấp độ và chúng ta đã thấy những trận đấu tuyệt vời cùng với sân vận động chật cứng khán giả tôi rất hạnh phúc với những cổ động viên qatar đến sân vận động để cổ vũ họ thực sự đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi ông felix sanchez khẳng định chúng tôi có nhiều cầu thủ trẻ và mục tiêu kế tiếp của đội tuyển qatar là asian cup phía trước chúng tôi là trận đấu khó khăn với hà lan tôi muốn các cầu thủ chơi tốt ở trận tới điều quan trọng là qatar có mục tiêu để hướng tới world cup sẽ kết thúc nhưng bóng đá vẫn tiếp tục tại đây chúng tôi muốn tiếp tục phát triển các tài năng bóng đá tiếp tục cạnh tranh ở châu á qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử bị loại chỉ sau hai trận vòng bảng world cup đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử thua hai trận tại vòng bảng trước qatar chỉ nam phi là đội chủ nhà bị loại từ vòng bảng world cup Tuy nhiên, Nam Phi đã khi các đối thủ phải chờ đến lượt trận cuối mới có thể xác định hai tấm vé đi tiếp. Sabalala cùng đồng đội thắng Pháp 2-1 và chỉ xếp sau Mexico do kém hiệu số. Cuối bản tin sẽ là tin tức về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 26 tháng 11 ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông, nhiều nơi lượng mưa lớn. Thời tiết các tỉnh miền núi như Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang có mưa lớn cục bộ. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26 tháng 11 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Riêng khu vực các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, cục bộ có nơi trên 100 mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết ngày 26 tháng 11 các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió nhẹ, đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và có nơi có dông. Riêng vùng núi và trung du cục bộ có mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào vài nơi, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 26 đến 29 độ, phía Nam từ 29 đến 31 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo